Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Đình Trạc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ngoài để làm gì. Vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Điều đáng nói là ông Phan Đình Trạc đã kiểm tra những hợp đồng mua bán vũ khí có sơ hở gì hay không. Đây rõ ràng là dấu hiệu bất thường. Vấn đề này đã được Thời báo .d nói trong bản tin trước đây. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc làm việc với Bộ Quốc phòng vào ngày 12 tháng 10. Thực ra, báo chí đã ngụy trang chuyến thanh tra của ông Phan Đình Trạc dưới những vấn đề có vẻ không có gì lớn lao như chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị với các vụ có việc dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Như truyền thông trước đây đã đăng, Bộ Quốc phòng đã là lãnh địa riêng. Ông Bộ trưởng Bộ Công an không thể nào vào đây để điều tra cho được, nên chỉ có ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, mới vào kiểm tra. Ông Phan Đình Trạc và ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng vậy. Ông Trạc đi trước, ông Tú đi sau. Nếu nơi nào ông Trần Cẩm Tú nhảy vào thì xem như nơi đó có người sẽ bị đưa lên thớt. Ông Trần Cẩm Tú được tổng hợp tội phạm, kết luận về vấn đề, đề xuất hình phạt lên Bộ Chính trị. Bộ Quốc phòng hiện nay chỉ mới tiếp ông Phan Đình Trạc, chưa tới lúc tiếp ông Trần Cẩm Tú, nhưng dường như cơ hội vẫn còn. Ông Phan Đình Trạc là trưởng ban Nội chính Trung ương, ông chuyên kiểm tra các vấn đề trong đảng và hoàn toàn không có vai trò gì về mặt nhà nước. Tuy nhiên, mới đây, ông Phan Đình Trạc lại có chuyến đi thăm Chile, gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này, bà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Maya và nhiều quan chức khác của Chile. Được biết Chile là quốc gia đa đảng, trong đó có đảng Cộng sản. Lẽ ra ông Phan Đình Trạc thăm những quan chức trong đảng Cộng sản Chile, tuy nhiên ông Trạc lại thăm cả quan chức nhà nước của quốc gia này. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc đột nhiên đi Chile. Ông Phan Đình Trạc là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ông Trạc đã bỏ cuộc họp Quốc hội và đang mang sứ mệnh của ông, dường như được ông Nguyễn Phú Trọng giao phó đi nước ngoài, không biết vì lý do gì. Có người cho rằng có thể ông Trạc ra nước ngoài điều tra vấn đề gì đấy theo lệnh của ông Trọng. Ông Phan Đình Trạc hiện nay thuộc nhóm Lợi ích Nghệ An, nhóm lợi ích chính trị mạnh nhất ở Trung ương Đảng hiện nay. Nghệ An là địa điểm và địa phương duy nhất có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cả ba người này đều rất gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Phan Đình Trạc thực hiện chủ đạo của ông Trọng thanh tra các hợp đồng mua bán vũ khí hàng tỷ đô la của Bộ Quốc phòng, mục đích là đánh ông Phạm Minh Chính để giúp đồng hương Vương Đình Huệ. Đấy là điều mà dư luận đã có lẽ đang đặt câu hỏi. Chuyến đi của ông Trạc đến Chile rất khó hiểu. Ông vừa làm công tác ngoại giao cho đảng, vừa làm công tác ngoại giao nhà nước. Vậy mục đích của ông là làm nhiệm vụ cho đảng hay làm nhiệm vụ cho nhà nước đây? Vấn đề này, theo một số bạn đọc, thì có người cho rằng ông Trạc đi gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chile là chính. Nhiệm vụ cho đảng như gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile, ông Lautaro, chỉ là mục đích phụ. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chile Maya. Thực tế, chuyến đi của ông Phan Đình Trạc thì đang còn bí ẩn, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông này ra nước ngoài điều tra những đầu mối làm ăn của Bộ Quốc phòng. Bởi vì trước đó ông Trạc đã thanh tra Bộ Quốc phòng tại Việt Nam, mà như nhiều người đã biết, Bộ Quốc phòng hiện nay đang vướng vào một nhân vật mà nhiều người cho rằng đó là nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân môi giới buôn bán vũ khí. Không biết ông Trạc đi Chile có quan hệ gì đến việc của Bộ Quốc phòng hay không thì vẫn chưa thể có kết luận cụ thể. Chúng ta hãy trao đổi thông tin và tiếp tục phân tích trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng lùa gà, Đồng Nai và Hải Dương là hai điểm răng lưới. Từ lùa gà là theo nghĩa đen thì ai cũng đã hiểu. Đó là hình ảnh răng lưới vây kín rồi lùa đàn gà vào chuồng mà bắt hàng loạt. Hiện nay trong mạng xã hội đang dùng từ lùa gà mang ý nghĩa lừa đảo, tức là kẻ lừa đảo dùng chiêu trò để nhử hàng loạt con mồi vào chồng rồi ra tay hốt tiền của họ cao chạy xa bay, bỏ lại khổ chủ tiền mất tật mang. Tuy nhiên, việc
Thời báo chấm D dùng từ lùa gà với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không mang nghĩ lừa đảo như trên, mà chúng tôi muốn nói các ông Nguyễn Phú Trọng đang giăng lưới vây bắt các đối tượng mà ông đưa vào tầm ngắm của mình. Bắt một vài người thì không thể dùng từ lùa gà, mà đây ông Trọng đang muốn bung lưới bắt hàng loạt. Nghĩa là lùa gà trong trường hợp này sát với nghĩa đen hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Những vụ án như Việt Á, IC và chuyến bay giải cứu chính là những mẻ lưới ông Nguyễn Phú Trọng đang giăng ra. Những ai lọt vào trong những mẻ lưới đấy là những con gà không biết thoát đi đâu. Cứ mỗi ngày, mảnh lưới thu hẹp dần và rồi đàn gà cứ lần lượt từng con chui vào cái lỗ lò của ông Trọng. Hiện nay, vụ án chuyến bay giải cứu đang tạm lắng xuống. Vụ án IC và vụ án Việt Á cũng đang nổi lên. Tại Đồng Nai mới bắt đầu vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Tổng hốt được tới 11 người, trong đó có cựu ủy viên Trung ương Đảng. Nhiều người đang có kỳ vọng với việc bố trí của ông Đinh Văn Nơi tại Quảng Ninh. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang muốn lùa con gà khổng lồ, đó là cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012. Tuy nhiên, nhiệm vụ này xem ra quá khó với ông đại tá giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi và thậm chí cũng quá khó cho ông Tô Lâm. Vụ án Việt Á hứa hẹn rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng nữa sẽ phải vào tù cùng với Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh. Điểm khởi đầu cho những vụ bắt bớ dữ dội hiện nay là Hải Dương. Vào ngày 17 tháng 9, ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương đã bị bắt với cáo buộc chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, nay đến lượt các quan chức khác. Đây là hình ảnh Đồng Nai, nơi bắt đầu hốt vụ IEC. Được biết, vào ngày 21 tháng 10, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Dương Thái, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Triệu Thế Hùng, nhiệm kỳ 2021-2026, bị kỷ luật khiển trách. Kỷ luật khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những hành vi vi phạm khuyết điểm trong công tác và mà Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 624 là ngày 17 tháng 9 năm 2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật về mặt đảng đối với những ông này. Được biết, bộ máy tham nhũng của vụ Việt Á thì khá giống nhau. Các CDC là những người trực tiếp nhận tiền, nhưng chủ trương không phải là các giám đốc CDC. Nếu các giám đốc này ăn một mình thì bí thư và chủ tịch sẽ không bỏ qua. Và việc giải tiền hối lộ với số tiền tới 800 tỷ đồng của Việt Á ở khắp các tỉnh thành trong cả nước thì tính ra trung bình mỗi tỉnh thành sẽ nhận hối lộ khoảng 13 tỷ đồng. Tuy vậy, các CDC nhận hối lộ cao nhất vài tỷ mỗi người, vậy thì hàng chục tỷ đồng còn lại sẽ vào túi các vị nào? Đó là điều ông Tô Lâm đang điều tra từ giám đốc các CDC ở các tỉnh. Đây là hình ảnh Hải Dương, nơi bắt đầu hốt vụ Việt Á. Vụ án IEC sẽ dẫn đến chân trụ thủ tướng. Vụ Việt Á sẽ dẫn đến chân trụ chủ tịch nước. Và chân trụ thủ tướng, xem ra ông Trọng chưa quật được trụ nào tại hội nghị Trung 6 là chưa củng cố bằng chứng đủ mạnh. Và với hai mẻ lưới được giăng ra để lùa gà như thế này thì xem ra ông Tổng, Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an cũng chưa hề có ý định bỏ cuộc. Thời gian tới, ắt có nhiều phim hay. Chúng ta hãy cùng chờ xem.